Tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới ngày 14 tháng 10 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Việt Nam đã ban hành hơn 13.000 tiêu chuẩn quốc gia, đứng đầu trong nhóm các nước ASEAN. Các tiêu chuẩn được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành thuộc nhiều lĩnh vực, giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng. Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay có chủ đề Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững, tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiêu chuẩn, giúp cho chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn như công cụ giải pháp để đạt được mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc và quốc gia. Để tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, có sự tham gia của doanh nghiệp từ khi xây dựng tiêu chuẩn để gắn tiêu chuẩn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.